là Geneva 1854 lấy vị trí 17 làm giới tuyến, thì quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là thuộc về địa phận miền nạ của Ngụy quân Ngụy quyền Sài Gòn quản lý đó nè. Thì riêng quần đảo Hoàng Sa thì phía đông quần đảo Hoàng Sa là đã Trung Quốc đã chiếm từ năm 50 đấy, còn là phía đông phía tây phía đông là nó đã chiếm đấy, còn phía tây là những cái đảo là Tri Tôn đấy, đảo ấy thì cứ là năm 1974 thì cứ là Trung Quốc là thỏa thuận với Mỹ sau cái cuộc gặp của Nixon và Mao Tân Đông năm 1972, thì năm 74 là nó chiếm hoàn toàn từ năm 1974. Là sạch sẽ cái Hoàng Sa. Quần đảo Hoàng Sa. Vâng. Hoàng Sa. Không nói. Còn quần đảo Trường Sa. Quần đảo Trường Sa thì nếu mà trước đấy là nó là thời năm 1000 trước đây là khi miền Việt Nam thuộc Pháp. Thuộc Pháp thì Pháp là đô hộ ta. Thì chủ quyền của quần đảo Trường Sa là thuộc Pháp quản lý, mà Pháp quản lý là tỉnh Bình thuộc được thuộc tỉnh Bình Thuận đấy. Nha. Okay. Nói rõ ràng luôn. Tỉnh Bình Thuận. À. Thế thì cứ là lúc đấy thì cứ là chỉ Pháp chỉ đưa người ra chỉ có mấy đảo thôi. Thứ nhất cả quần đảo, nhưng mà thời điểm mà Pháp là chỉ có mấy đảo thôi, còn là đảo hoang. Đấy, các đảo nổi là vẫn đảo hoang. Bây giờ hôm nay tôi nói rõ cho thấy. Thứ nhất là đảo Trường Sa lớn. Là thứ hai là đảo Ba Bình đấy, là Thái Bình đấy. Bây giờ tưởng đấy. Thứ ba là đảo Sông Tứ, thì đảo Nam Yết thì đại khái là mấy đồ chốt mấy cái đấy thôi, chứ còn các cái đảo xem kẻ, các đảo nổi nó cũng Pháp không đồn trú. Có nghĩa là người của thời kỳ thuộc Pháp, kể cả sau khi Nhật chiếm đóng quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa thì nó chỉ đồn trú mấy cái đảo đấy. Và Pháp đã xây dựng là trạm khí tượng mà tất cả thế giới phải phụ thuộc vào, là tại quần đảo Trường Sa, là có cái đảo xây dựng trên đảo Trường Sa lớn. Thế thì sau 1954 là quần đảo Trường Sa nằm dưới vị tuyến 17 thì thuộc quản lý của Ngụy quân Ngụy quyền Sài Gòn. Thế thì lúc đấy thì Ngụy quân Ngụy quyền Sài Gòn là chỉ chiếm cùng đồn trú của là năm 1556 thì gọi là Ngô Đình Diệm để cho là chính quyền Đài Loan công nhận Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia, thì nhân một ngày lễ cái gì đấy, cái là Ngô Đình Diệm đã dâng cái đảo Ba Bình, đảo lớn cái thằng Khắc Việt nhá, xin lỗi xin lỗi này, mình tôi cảnh cáo thằng Khắc Việt nhá, ông bà mày chết, bố mẹ mày chết, mày có kính trọng không? Mày cái thằng ngu này mày nói ra đây mẹ người ta sẽ chửi cho mày thối mũi. Thái Bình, đảo Thái Bình là cái là Ngô Đình Diệm năm 1956 đã đưa dâng cho Tưởng Diệt Thạch. Đó. Còn lại từ năm 1956 đến năm 1968 là chính quyền miền Nam, năm 1968 là đến năm 1975 kể cả là 68 thì lấy cái mốc 68 là chính quyền miền Nam Cộng Hòa. À, Việt Nam Cộng Hòa là Ngụy quân Ngụy quyền Sài Gòn là đồn trú năm đảo. Mà năm đảo đấy thì coi như đến năm 1975 thì Hải quân Việt Nam đưa ra lấy lại, và đồn trú năm 1975 đấy là gồm có thứ nhất là đảo Sông Tử Tây, thứ hai là đảo Sơn Ca, thứ ba là đảo Nam Yết, thứ tư là đảo Sinh Tồn, thứ năm là đảo Sinh là Từ Sa Lớt. Còn các cái đảo hoang khác, các đảo chưa có người đồn trú, ví dụ cục đảo Loai Toa, đảo sông Tử Đông, cục đảo Loai Toa thì năm 1968 Philippines đang có sự sử dụng của Mỹ là đưa ra đồn trú là mấy đảo đẹp đấy, mấy cái đảo Loai Toa đấy, đảo Loai Toa, đảo sông Tử Đông đấy là Philippines đưa ra chiếm đồng thời điểm năm 1975 cùng năm đảo đẹp đấy. Thế thì năm 1975 thì ta là lấy từ Việt Nam chính quyền Ngụy Sài Gòn là có năm đảo đấy.
năm đảo như tôi đến với nãy đấy, là thứ nhất là sông Tử Tây, thứ hai là Sơn Ca, thứ ba là Nam Yết, thứ tư là Sinh Tồn, thứ năm là Trường Sa Lớn. Còn các đảo từ năm 1975 cho đến 1980-81 gì đấy, thì ta lại tiếp tục chiếm, coi như là đưa quân đóng bốn đảo hoang nữa, đảo nhỏ, đảo hoang như nhỏ. Đấy. À, là bốn đảo nữa. Thứ nhất là đảo Sinh Tồn Đông. Thứ hai là đảo Trường Sa Đông. Thứ ba là đảo An Bang. Thứ tư là đảo Phan Vinh. Dũng Võ nhá. Bây giờ này Dũng Võ chờ tí lịch nói xong mình sẽ mời Dũng Võ. Nha. Nha. Không có vấn đề gì cả. Rồi. Cho đến thời điểm của năm 1988 CQ88 là ta có 9 đảo nổi. Nên nhớ là 9 đảo nổi nhá. Thế thì bây giờ là còn cái đảo nổi nhỏ nữa, là đảo nổi nhỏ nữa là gần đảo Trường Sa Lớn, gọi là đảo Đá Tây, là vì nó gần đảo Trường Sa Lớn. Đúng rồi. Cho nên ta không đưa quân đồn trú. Nè, thì đến năm 1988 thì ta đưa người ra đồn trú. Cái đảo này là cùng nhỏ, có nghĩa là bọn tôi lên bắt từng chim với là cái là lên bắt cả ở đấy, chúng tôi neo ở đấy. Là cách Trường Sa Lớn là độ khoảng 8-9 hải lý thôi. Có nghĩa là đến giờ phút này nếu mà thiên tạo để ta có đảo nối là ta phải khẳng định là ta có 10 đảo nối. Khẳng định luôn, mình có 10 đảo nối. Đảo nổi là nổi tự nhiên ấy. Là trong này đảo nổi nhỏ nhất là đảo Đá Tây. Đấy. Nói cho rõ ràng thế. Còn CQ88 thì ta có thêm là như thế là 11 điểm nữa là 22 điểm. Kết thúc CQ88 từ 1987 cho đến từ 1987 cho đến 1988 ta có thêm 11 điểm nữa là 22 điểm. Cho đến giờ phút này là ta có 33 điểm đáo. Nhưng mà điểm đồn trú là 41 điểm đồn trú, 42 điểm đồn trú. Vì cái đảo, ví dụ này, cái điểm đồn trú là khác, khác với cái điểm đồn trú. Ví dụ cái đảo mà cái là như đảo Thuyền Trài, thì bãi cát Thuyền Trài đấy, là nó rất dài, nó đến 16-17 hải lý mà. Cho nên là cặp ở giữa một điểm đồn trú, ở đầu một điểm đồn trú và cuối một điểm đồn trú, có những cái Thuyền Trài thôi, có 2-3 điểm đồn trú. Cho nên điểm đồn trú là khác, nhưng mà cái bãi cạn, điểm mà cái là chủ quyền của ta bây giờ là vẫn cái nhiều nhất. Đấy. Thì nói rõ thế chứ là còn nói là cái đảo khái niệm đảo nổi là cái thiên tạo ra. Chứ bây giờ người mà đưa ra để mà cải tạo thì hiện tại tao cũng có nhiều cái chỗ cái là tao đắp đất đắp đá lên, tao cũng thành nổi lên. Đúng. Nhưng mà cái là nó nổi, ta phải khẳng định đến thời điểm CQ88 ta có 9 đảo nổi. Đấy. Thì tôi đếm lại cho các vị này. Thứ nhất ở phía bắc là có đảo Sinh là sông Tử Tây, sông Tử Tây. Thứ hai là đảo Sinh Tồn, đảo Sơn Ca. Thứ ba là đảo Sinh Tồn. Thứ tư là đảo Sinh Tồn Đông. Thứ năm là đảo Nam Yết. Thứ sáu là đảo An Bang. Tôi nói thứ tư từ tên bắc bắc xuống đấy. Thứ sáu là đảo An Bang. Thứ bảy là đảo Trường Sa Đông. Thứ tám là đảo Phan Vinh. Thứ 9 là đảo Trường Sa Lớn và đảo Đá Tây, nó là cùng nối nhưng mà nó nhỏ lắm, nó nhỏ quăng khi mày chân thêm mày xin lỗi ngu, chúng mày không hiểu gì về biển đảo, nói cho mày mở cái đầu óc ra mà nói linh tinh. Thế thì bây giờ đây nói cái vấn đề biển đảo là bây giờ hiện tại có 5 nước tuyên bố chủ quyền đấy, 6 ta phải khẳng định 6 tức là 6 nước ở vùng lãnh thổ đấy, có nghĩa là vùng lãnh thổ là thêm cả cái ông Brunei nữa. Đúng. Brunei nữa cũng có đấy. Một điểm đảo là một điểm đảo, thế thì quần đảo Trường Sa là nó kéo dài khoảng hơn 200 hải lý, là cơ như cỡ là cái là gần 400 km về chiều rộng, về chiều dài. Còn về chiều rộng là nó là cái là cỡ khoảng 150 hải lý đây, cơ như gần 300 km. Xin lỗi nói về đây là Trần Văn Lịch là chiến sĩ hải quân ngày xưa đã đi tàu coi như là ra ngoài những cái điểm đảo ở ngoài đảo Trường Sa. Thế thằng Trần thêm mày biết cái gì mà mày nói này,
Mà nên nhớ là bây giờ này là ai nói tên đấy, tôi nói thật, tôi khẳng định đây này, một điều, kể cả những Lê Mã Lương cho đến nhiều người liên quan đến điên giải đáo, từ những chuyên gia thì có thể giỏi hơn tôi bọn này, tôi nói thật đấy, nói khẳng định luôn. Đúng, đúng. Chỉ từ chuyên gia, còn lại mọi người thì tôi nói là không đủ kiến thức để mà nói chuyên được việc này đâu. Đúng. Đấy. Kể cả luật biên, kể công việc ước tập 2, kể cả nói anh Bằng, anh công nhận không? Anh là ở bên ngành điện, anh ngành điện, anh đi tàu, tàu. Nhưng mà tôi là thuyền trưởng. Rồi đó, không, không phải luật biên, về công việc tàu, đúng không? Công việc tàu 2. Và liên quan đến hải quân là tỏ ra tôi vẫn có kiến thức hơn, đúng không? Đúng, chắc chắn điều này rồi. Nhiều, đấy. Chắc chắn đấy. Tôi không nhận. Chắc chắn rồi. Nha. Thì vì là không phải cái kiến thức này, tôi cũng phải học một mình để học viên hải quân, mà tôi còn học ở trường hàng hải dân sự, và tôi đã đảm nhận thuyền trưởng của dân sự của nhiều năm. Thì cái đấy đây là, cho nên là bây giờ là nói sang cái vấn đề là biển đảo, thì thực tế mà ta phải nói thế này này, hiện tại là có những quốc gia là vùng lãnh thổ tuyên bố là chủ quyền, thứ nhất là Trung Quốc, từ xa đấy, thứ hai là Đài Loan, thứ ba là Việt Nam, thứ tư Philippines, thứ năm Malaysia, thứ sáu là thằng thêm thằng là Brunei, ông Brunei vùng lãnh thổ đấy nữa. Vâng. Đó. Đấy. Thì anh nào anh cũng tuyên bố là cả quần đảo là của anh cả. Trong đây là, nhưng ta phải khẳng định cơ sở pháp lý về điều kiện lịch sử. Vì xét về đầu tiên ta phải chứng minh điều kiện lịch sử. Muốn chứng minh cái gì? Chứng minh là cái gì của tôi. Cái nhà của tôi thì cũng phải là cái nhà từ đường là phải là của ông cố nội của tôi thì bắt đầu mới cái nhà của tôi. Thì điều kiện lịch sử thì quần đảo Trường Sa thì trước đây đất nước ta thuộc Pháp, nô lệ của Pháp, mà Pháp là người chiếm giữ, thì nói về lịch sử thì coi như là đúng. Cái thứ hai, thời Pháp đô hộ ta, đời nhà Thanh nhá, đời nhà Thanh thì từ lịch sử nhà Thanh, biên lịch sử nhà Thanh và bản đồ nhà Thanh cùng chỉ cũng công có nhận bản đồ của Trung Quốc chỉ kéo dài đến cuối điểm cuối cùng là đảo Hải Nam. Cho nên đây là cơ sở pháp lý để ta tranh chấp. Nếu xét về lịch sử, ta là có lợi thế hơn. Là bọn ta lợi thế hơn bỏ ra rồi. Đấy. Thì đây là về xét về lịch sử. Xét về kỳ liên tục. Vì cái gọi là của tôi, của mình là phải là sở hữu. Cái nhà là mình phải ở. Đất của mình phải trồng cây. Thì như quần đảo riêng Hoàng Sa thì thời nhà Nguyễn đấy, thì đã đưa người hàng năm là có đội thuyền đội tàu để đưa người ra đây để coi là có tính chất đồn trú đấy, bắt đầu xuất phát từ Lý Sơn để ra Hoàng Sa. Chứ thời nhà Nguyễn không, thời nhà Nguyễn là cái là không ra từ xa đâu, lúc ấy là chỉ Pháp thôi. Ở cái đảo như ở ngoài đảo Lý Sơn có một cái nhà bảo tàng rất là lớn về đấy, vấn đề Hoàng Sa. Đây, đây là xét để mà nói là khẳng định là ta nói là của ta, mà Trung Quốc nói của Trung Quốc thì ta cãi nhau với người ta, cãi nhau với Philippines thì ta nói về lịch, đầu tiên là phải nói lịch sử. Như cái nhà của mình là cái vườn của mình là mình phải trồng cây, mình phải rào lại, đúng không? Hay là cái nhà mình là phải ở, thì đó, thì rõ ràng về lịch sử ta không có lời thế để ta tuyên bố với thế giới rằng cái này là của ta, đó, quần đảo Trường Sa là của ta. Cái thứ hai, xét về cái vấn đề là liên quan đến khai thác tiềm năng. Tiềm năng là tiềm năng giữa đáy biển này, tiềm năng trong lòng nước. À, thì không dễ gì đến giờ phút này nhà nước đầu tư để đánh bắt xa bờ đâu. Mà ta còn phải đi, thậm chí cư dân ta là còn đi sang đến Mỹ, Mã Lai, Indo cơ. Indo. Qua cả đường xa cơ. Đấy, còn qua cả đường xa nữa cơ. Vâng. Còn qua đến mãi bên đánh Palawan nữa cơ nha, còn đi sang Palambak thì còn cái sang ở Bungaran cơ đấy, thì để nói là kỳ tập quan đời sống sinh hoạt của ngư dân vùng nước có biết đây là cơ sở để mà ta nói là của ta, thì ngư dân mình đã từ lâu đã có ra tham gia khai thác để mà làm ăn sinh sống trên cái vùng nước đấy. Là hai,
Cái nữa, để mà nói là của ta thì phải dựa vào cái thứ ba là cái chín là cái công ước của luật biển năm 1982. Đúng rồi, mình dựa vào đấy, mình đấu tranh. Đấy, dựa vào đấy. Mà thế biển của thế giới thì nó có cả hàng nghìn năm nay, hàng vạn năm nay. Nhưng mà luật biển của thế giới, công ước của biển 1982 của Liên Hợp Quốc để các nước dựa vào đấy để mà công bố vùng nước này, vùng nước nào là vùng đặc quyền, nào là vùng nội thủy này, đường cơ sở này để tuyên bố, rồi là đường là vùng lãnh hải này, vùng tiếp giáp này, vùng đặc quyền kinh tế này, thì dựa vào gọi là tuyên bố là huyện đảo này, quốc gia quần đảo này, thì dựa vào của luật biển. Luật biển nó có với có cái thời hiện đại 1982 này, nhưng cũng phải bất kỳ quốc gia nào cũng phải dựa vào cái đấy, dựa vào cái mà của Liên Hợp Quốc nó người ta thừa nhận, người ta đấy, có đấu tranh, thằng Mỹ có bênh mình nữa, thế giới có bênh mình nữa, thì phải dựa vào kỷ luật biển, dựa vào luật biển, công ước biển 1982 đó, thì xuất phát từ những cái cơ sở đấy để mà nói chỗ nào là của ta, nói là vùng biển Trường Sa là vùng biển quốc tế khủng đốc, biển Đông ta phải khẳng định biển quốc tế, biển Đông là có phần biển quốc tế để đi lại hàng hải thôi, về hàng hải vô hại là đi lại thoải mái. Đừng có hiểu rằng một cái tàu chiến nó chạy cắt biển ta, tàu chiến của Trung Quốc, của Mỹ chạy cắt biển ta từ bờ đi ra, từ Lý Sơn đi ra 50-70 hải lý, bảo nó như thế là xâm phạm ta là không là sai, nó chạy vô tư, tàu hàng vô chạy vô tư, nhưng nó có tính chất khiêu khích đi vào vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp thì mới nói là nó đe dọa. Cho nên là trong vấn đề này tuyên truyền, một trong những cái yếu kém của mình là vấn đề tuyên truyền để dân mình hiểu được cái phạm vi nào người ta được phép đi lại, cái giàn khoan nó kéo từ trên Trung Quốc rồi đi sang đến châu Phi rồi đi qua biển Đông là kéo vô tư, Việt Nam không cấm được, Mỹ không cấm được, không nước nào cấm được hết, đây là hàng hải vô hại. Thì từ hàng hải vô hại, tôi nói thế thì anh hiểu thế nào là hàng hải vô hại, là vô tư. Nhưng mà nói là biển Đông mà nó dưới đại dương là tài nguyên dầu mỡ hay là kim loại sắt thép gì đấy, và trong lòng nước có con cá con mực, thì tôi nghĩ đến lúc các nước tuyên bố tranh chấp đấy, người ta phải bàn nhau loại trừ Trung Quốc, kể cả Philippines. Vì từ biển của Philippines mà ra quần đảo Trường Sa, nếu tuyên bố 200 hải lý gọi là vùng đặc quyền kinh tế thì nó vượt qua quần đảo Trường Sa rồi. Chính xác. Đấy. Cho nên đấy, vượt qua rồi, vì đảo gần nhất của Philippines đến Philippines đến Palawan chỉ 80 hải lý. Từ điểm đảo của ông Brunei và Malaysia để ra điểm gần nhất của quần đảo Trường Sa chỉ có 70 hải lý, nhưng trong khi đấy ta là từ đất liền điểm gần nhất của mình là 240 hải lý, gấp 3-4 lần. Cho nên nếu và căn cứ vào công ước quốc tế luật biển 82, nếu Philippines nó bảo luật biển 82 tuyên bố thế, thằng Malaysia thì nó lại nó vượt qua, vì vượt tùm hết cả quần đảo Trường Sa, nó tùm hết. Cho nên cái việc này là cả một cái đầu tân, vừa là nghệ thuật ngoại giao, không dễ gì mà đưa quân sư để mà đánh nhau đâu, để mà áp đặt đâu. Điều này là mơ hồ, và mọi người cũng nên tìm hiểu trên mạng, tìm hiểu về cái liên quan đến luật và lý luận. Tại sao từ phía bắc của mình là cái đảo Bạch Long Vĩ cho đến một cái đảo Cồn Cỏ nhỏ nhỏ thế, hay là quần đảo Trường Sa là nhiều đảo, đảo Hoàng Sa, rồi một cái đảo Côn Sơn, hay là đảo Lý Sơn, rồi kể cả Cù Lao Chàm, toàn tuyên bố hiệp đảo thì không có xà đảo. Kể cả một cái ông Cồn Cỏ bằng bàn tay ngoài, ở cái Quảng Bình tôi đây, là cùng tuyên bố là huyện đảo Cồn Cỏ. Vì huyện đảo Cồn Cỏ thì mới là cơ sở pháp lý để làm được cơ sở pháp lý để mà làm điểm, để mà nỗi làm được là điểm làm được cơ sở, vì nó trong đây là liên quan luật biển,
liên quan luật biển, liên quan công ước 82. Đấy. Thế thì tại sao ta phải giữ cho được từ xa? Nếu mà mấy hòn đá sỏi san hô đấy chẳng có ý nghĩa gì đâu. Phải nói như thế. Thế thì Việt Nam ta, đây là nói theo kiểu gọi là tôi thì giờ ta nói theo kiểu giải thích, anh Bằng nghe có được không? Ok. Nè. Ta tính từ điểm cồn cỏ thôi, còn Vịnh Bắc Bộ là của ta và Trung Quốc chia nhau rồi. Đó là vịnh lịch sử. Đúng rồi, xong rồi. Trung Quốc vịnh thế nào được gọi là vịnh lịch sử? Là tiêu chuẩn của vịnh lịch sử là đường cửa vịnh không quá 200 hải lý. Có nghĩa là từ cồn cỏ mà sang đến mũi Ninh Cơ của đảo Hải Nam là nỗi đến đây là không quá 200 hải lý, chỉ hơn 100 hải lý thôi. Thì coi như là nó là vịnh lịch sử. Cái thứ nhất, cái thứ hai là một cái tàu chiến đầu ở giữa vịnh Bắc Bộ là uy hiếp an ninh của nước có biển. Có nghĩa là một kỳ tàu chiến đầu giữa vịnh Bắc Bộ thôi là uy hiếp cả Trung Quốc và Việt Nam. Cái nữa là về tập quán lịch sử, cho nên là người ta thừa nhận là vịnh lịch sử là chỉ Trung Quốc Việt Nam chia nhau ở vịnh Bắc Bộ. Chào Phương Nguyễn nhé. Từ đường từ đảo Cồn Cỏ để mà tuyên bố ra nội ra Cù Lao Chàm, điểm thấp nhất của thủy triều Cù Lao Chàm, điểm thấp nhất của Lý Sơn để làm được cơ sở, từ đấy bắt đầu tuyên bố là lần hai. Còn vùng nước ở trong đảo nha là gọi là nội thủy, mà nội thủy thì có nghĩa là chủ quyền của ta cái vùng nước từ bờ, từ Quảng Nam mà ra Cù Lao Chàm, từ Quảng Nam từ Quảng Ngãi mà ra Lý Sơn là gọi là vùng nước nội thủy. Từ vùng nước mà từ Bình Thuận mà ra đảo Cù Lao Thu là gọi là vùng nước nội thủy. Mà nội thủy là cái sở hữu của nước có biển, dựa vào công ước 82 nha, sở hữu của nước có biển là như cái ao hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội. Tôi nói như thế cho mọi người hiểu không? Đúng rồi. Nha. Thế thì từ đây bắt đầu mới tuyên bố ra 12 hải lý là lãnh hải theo công ước. Thế thì trong 12 hải lý thì là thế nào? 12 hải lý thì có thể là tất cả các tàu thuyền của nước ngoài, tôi nói chuyện là tàu cá nha, nước ngoài đi vào vùng 12 hải lý đấy, đấy thì được có cái vấn đề bang giao về kinh tế, được phép bang giao về kinh tế thì mới được đi vào đấy. Còn tàu quân sự đi vào vùng đấy thì phải được sự đồng ý của tổng thống và chủ tịch nước. Nha, tổng thống và chủ tịch nước, nói tôi nói theo luật biển. Còn nếu anh tư tiên anh vào, coi như anh xâm lược người ta. Đấy. Và từ 12 hải lý đấy tiếp tục công bố ra 12 hải lý là vùng tiếp giáp. Thì chủ quyền của vùng nước đấy thì nói cùng nó gần tương tự như vùng nước của lãnh hải. Còn từ đường cơ sở là nếu mà ở các cái đất nước mà vùng nước của nó mà số không hải đồ tuyên bố ra 200 hải lý, nhưng mình có các hệ thống đảo ven bờ, mình là kéo đường thăm đường cơ sở, mình tuyên bố ra 200 hải lý gọi là vùng đặc quyền kinh tế. Và vùng đặc quyền kinh tế đấy là bao gồm là kể cả 12 hải lý lần hải và 12 hải lý vùng tiếp giáp. Đấy, mọi người hiểu chưa nào? Thế thì trong cái tuyên bố đấy của mình thì mới ra mới chạm đến đường xa thôi. Đấy, mới chạm đến cái điểm đầu của đường xa thôi, chưa chạm được điểm đảo nào nhá. Đấy, cho nên là vấn đề tranh chấp, vấn đề tại sao lại tranh chấp thì ta tuyên bố huyền đảo. Nếu mà thế giới người ta công nhận cho mình là quần đảo Trường Sa là của ta, là huyền đảo Trường Sa, thì từ huyền đảo đấy thì cũng làm được cơ sở khoanh lại tất cả các điểm bên ngoài đấy, tuyên bố cùng vùng tiếp giáp, vùng lằn hải rồi vùng tiếp giáp rồi là vùng đặc quyền kinh tế. Từ Trường Sa ta tuyên bố về coi như là từ bờ ra đến đất ngoài đảo là coi như vùng của Việt Nam hết, của ta cả, của ta Việt Nam hết. Đúng rồi. Cái đấy buộc thế hệ này và con cháu phải đấu tranh, vì trong lòng nước có cái gì, trong lòng đất có sao chép dầu dung nọ kia các thứ đấy tất cả mọi cái nhá. Bây giờ chưa khai thác được nhưng tương lai là cả một cái vùng tài nguyên rộng, tài nguyên đấy là trách nhiệm đấy. Tại sao là phải đấu tranh cho được chứ không
không có gì gì ghê gớm cả. Đấy là đang nói là thế thì, nhưng mà nói đấu tranh trong cái quần đảo Trường Sa bây giờ là cả một nghệ thuật đau đầu đấy. Tôi khuyên cao những người gì mà không hiểu biết lắm cứ bình tĩnh. Tôi là khẳng định đúng không? Quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam. Đấy lúc nào mình phải khẳng định đã. Tôi dù người ta chưa công nhận là của mình. Đấy, bây giờ có một cái văn bản nào của thằng Pháp, thậm chí thằng Mỹ, thằng Pháp được đấy nhá. Công nhận Hoàng Sa là của Hoàng Sa Trường Sa là của ta chưa? Ra Liên Hợp Quốc nói là cái đấy là thằng nó đã nói do là của mình chưa? Cho nên cả vấn đề rất chi là khó. Cực kỳ khó. Đấy, cho nên tôi mong mọi người trong phạm vi của mình thôi, chứ đừng có vượt quá đi. Đúng rồi. Từ chỗ đấy, vừa rồi xảy ra có cái cuộn là vấn đề là liên quan đến Gạc Ma vòng tròn bất tử và sự kiện Gạc Ma 14 tháng 3 năm 1988. Thực tế ra điều này là cả một cái tổn hại, cái này cái động cơ của những người tham, thậm chí kết luận họ là thiếu hiểu biết, mơ hồ ảo tưởng, chủ quan. Đấy, cho nên dẫn đến cái hậu quả mà những cái thế lực, một là ba que, hai là phản động lợi dụng để chống đối, nào là đưa ra lập luận là cộng sản hèn với giặc, hèn giặc là không đánh người Gạc Ma, không dễ đâu. Thực tế ra tôi nói thật chứ kể cả tôi với một quân dân, một cựu chiến binh, tôi tuyên bố một câu ông Lương không có kiến thức về vấn đề này. Thiếu tướng Lương, ông là một sĩ quan bộ binh, một cử nhân bảo tàng, không hiểu gì về biển, không hiểu gì về đảo và không hiểu gì về lịch sử biển đảo, không, thậm chí kể cả công nghiệp 82 và sự kiện 88, ông ta không phải là người trực tiếp. Đấy, và thậm chí trong kỳ các cái vấn đề liên quan có sự bịa đặt, tôi một cựu quân nhân, tôi dám nói, tôi chịu trách nhiệm lời nói của tôi chứ không phải để mà đợi chối đối chấp. Đã đưa mặt lên mạng này là đã bị kẻ khác lợi dụng, điều này là rất là buồn. Đấy, điều này là đẻ ra không có, không xảy ra. Và bắt đầu từ đấy thì những cái người cũng dân dân là gọi là trí thức, nào là ông Đỉnh à, ông Trí Đỉnh gì ấy, rồi là ông Phước à, cả ông giỏi viết văn thôi, ông chỉ có, ông có thể giỏi được viết văn, ông có thể viết giỏi được viết văn bản. Nhưng tôi cũng nói luôn trên mạng này, tôi dẫn lời gửi cả ông là những kẻ bây giờ gọi là như dìa cứ là sống, như kẻ cứ là người ta gọi là kiền kiền sống tới sắc chết, mà chúng tôi những cựu chiến binh không cho phép các ông sống trên xương máu đồng đời chùa chúng tôi, nên đi đến đâu chúng tôi chẳng rằng đối chấp ngay kể cả bộ trưởng quốc phòng, chứ không phải dựa dễ gì mà cứ là phạt ngôn tàu lao. Tất nhiên rồi, rồi ta cứ bình tĩnh, khoai rồi nó như cả đấy, rồi ok, khoai như vâng, vâng. Khoai nó sẽ như cả, chảo okay. Nó sẽ như cả hết đấy. Đấy, chứ không rồi người ta tên nó sẽ người ta biết. Ừ. Và tại sao nhân tiền đây tôi cũng nói luôn để mọi người thấy liên quan đến sự kiện Gạc Ma, về nguyên tắc của quân đội mà ông Lương thừa biết gọi là mệnh lệnh đưa xuống của một ông tướng cao cấp, ông cao cấp nào nói là Lê Đức Anh đúng không? Lê Đức Anh lên xuống thì lệnh thứ nhất là lệnh xuống cho ông Xuân, chính ủy quân của quân chủng hải quân. Thứ hai là Tượng Cương. Tượng Cương bây giờ phải lệnh xuống cho ông Phan là lữ trưởng 1146, phải lệnh xuống cho Lê Khả Sợi, cho Lê Văn Sợi là hải đội bộ trưởng 43, lệnh xuống cho lữ đoàn trưởng của 125, lệnh xuống cho trung đoàn 83 là ông Kiếm đấy.
sau đây là chỉ quan cấp dưới cho chúng tôi là người nhận lệnh. Tiếp theo, đằng này, tôi hỏi làm gì có những cái vị ở đây nhận được cái lệnh nào là không cầm đồ súng? Có các cái vị ở đây làm gì có là các cái vị như thế? Và kể cả sĩ quan của cả một đơn vị thôi, ai nhận được lệnh không được nổ súng? Trong khi đơn vị tôi là 100% tàu đơn vị tôi thời điểm 88 là có mặt ở từ xa. Lúc bạn nhau ở Gạc Ma là 100% tàu đơn vị tôi là có mặt ở quần đảo từ xa. Ai sĩ quan trong đơn vị tôi nhận được cái lệnh là không được nổ súng, cấm nổ súng? Đây là không nổ súng trước. Vâng, đó chính xác. Thì bây giờ này, đây, Linh ơi, bây giờ là cái nói chung là cái quyển sách Gạc Ma và Vòng Tròn Bất Tử thì anh em ở đây người ta cũng đều hiểu rồi. Thì nói chung là tướng Lê Mãn Lương, hầu như tướng Lê Mãn Lương là cái lính bộ binh không hiểu gì cả về cái mình nói thẳng ra là gọi trận thảm sát về Gạc Ma. Thì nói chung là cái tư cách của tướng Lê Mãn Lương đã có một lần mình đã nói rồi. Chụp hình với những nhà dân chủ, cái thằng Mai Văn Dũng, thằng Dũng xe ôm, các thứ, tất cả thứ. Thì nói chung tư cách của tướng Lê Mãn Lương là không ra gì rồi. Cho nên là ông ấy tham gia, ông biên tập cái cuốn mà Gạc Ma Vòng Tròn Bất Tử thì có một chương trình mình đã nói qua rồi, đúng không? Thì thôi bây giờ này, tất cả những người Việt Nam yêu nước thì nói chung đã hiểu rõ cái gọi là cái bộ mặt thật của Lê Mãn Lương, đúng không? Những cái gì ông đóng góp cho đất nước thì mình tôn vinh, mà những cái gì sai ông ấy sai thì mình phải vạch trần. Thì thôi ở đây cái chuyện mà vòng Việt cái cuốn Việt Nam Vòng Tròn Bất Tử ấy thì hiện nay mình không nói nữa đấy, vì là cái cuốn đấy hiện nay coi như đã hình như đã được thu hồi, và dù có người ta có đính chính lại cái câu coi như là không được nổ súng trước ấy, ở một cái tờ giấy và giấy ở đằng sau, nhưng mà nói chung là mình kêu gọi là tất cả là phải in lại cái cuốn sách đấy thì những người dân mới công nhận, đúng không? Cho nên là ngay, đúng rồi, ngay cái bản thân cái trong cái cuốn đó viết ra là cái từ không được nổ súng trước đấy thì nó đã sai hoàn toàn bản chất của vấn đề, và bọn Ba Que và bọn dân chủ nó dựa vào đấy để nó nói là coi như là đảng mình coi như là hèn nhát, hèn với giặc Trung Quốc đấy. Thì ở ngoài kia thì ở đây Lịch vừa nãy nói cho các bạn hiểu rất sâu về vấn đề luôn chủ quyền của Việt Nam. Luôn tiện đây, tôi gửi một thông điệp. Rồi. Từ khi có quần đảo Trường Sa năm 1975, cho dù không tàn sát, không coi như là không chỉ là sự kiện xảy ra là 64 cán bộ chiến sĩ xin đấy, nhưng đến thời điểm sau 1990 thôi là ở tại quần đảo Trường Sa, cán bộ chiến sĩ và quân nhân dân Việt Nam đã hy sinh đến thời điểm này gần 300. Đây là ông tuyên bố. Gần 300 người. Nào là bệnh tật, nào là tai nạn lao động, nào là tai nạn chết đuối, rồi là nó có nhiều chuyện khác nhau, đúng rồi. Huấn luyện là đến giờ phút này hơn 300 người. Phải nói là trong thời điểm đất nước rất khổ sở. Đấy. Thời điểm từ 1975 cho đến trước 90, cả cái dân tộc đất nước này quá khổ sở, mà chỉ có người lính, tôi khẳng định một điều và đưa ra thông điệp cho những ông kẻ ông tương lương, chỉ có người bộ đội người Việt Nam, Hải quân Việt Nam thì mới đủ bản lĩnh để mà đồn trú được như vậy. Cho nên tại sao trước 90 giờ làm gì mà lai là Philippines cho đến thằng Trung Quốc mà đưa Đức làm cái nhà tròi mà ở được ngoài nước như thế? Chỉ có người lính Việt Nam. Và tại sao những cái đảo nổi như này, tôi đến với đảo An Bang, đảo Trường Sa Đông mà ngụy quyền Sài Gòn ngày xưa không ở? Vì không ở, không đủ điều kiện để con người tồn tại. Dũng Võ còn ở đây không? Không đủ điều kiện để con người tồn tại. Cho nên là người ta không ở, mà đến mãi sau này, cả đây là cả một sự cố gắng của quân chủng hải quân, của có sự lãnh đạo của Bộ Chính trị Trung ương Đảng, và người trực tiếp là quân chủng hải, cán bộ chiến sĩ quân chủng hải quân. Đấy, một cái thời điểm cực kỳ khó khăn. Bây giờ các anh cứ tưởng tượng,
bây giờ ở trong cái hồ nước thôi. Rồi chờ một tí xíu. Nha, cầm hồ nước. Tôi đố các anh là ở Cam Tròi mà ở được một 3 ngày trên cái tròi đấy thôi. Mà có nước ngọt gói đấy. Mà đây người ta phải ở cả hàng xong cả hàng năm tồn tại. Thư bảo không, cái gì cũng không. Ăn là cái là thậm chí là cái là chỉ có được tí thịt hộp. Cá bắt dưới nước lên, tí gạo. Không có những cái gì cũng không, nước ngọt, cái gì cũng thiếu. Rau xanh là càng thiếu nữa. Sọng không. Ok, không vấn đề gì. Là, đấy, con sọng dưới tầm của con người. Đấy, mà người ta tồn tại được và đến giờ phút này Việt Nam mình đã làm trong điều kiện khó khăn như thế, đã có được như thế là phải nói họ là những người anh hùng. Bọn tôi đi tàu tôi, bọn tôi ra, bọn tôi còn về một hai tháng bọn tôi về 15-20 ngày bọn tôi về, họ là những người anh hùng. Cho nên là khi nói về biển đảo chúng ta phải nói cách khách quan. Còn ông Lương có ra một lần nữa thì chọn thời điểm thời tiết đẹp nhất của tháng 4 tháng 5 chờ ông ra đấy. Chứ ông cứ đi với tôi một chuyến thẳng 11 đi. Thì ông phải biết cái gian khổ của người lính hải quân trên tàu biển thế nào. Và người lính đảo thì người ta làm sao. Nha. Rồi ok. Đúng. Bây giờ này, Lịch ơi. Ừ. Hiện nay Lịch nói đây. Tương đối kỹ về vấn đề biển đảo rồi. Và nói chung về với những tinh thần. Có như bất khuất, quật cường của những chiến sĩ hải quân hiện nay đang đóng trên quần đảo Trường Sa. Và nhất là những nhà giàn. Đúng không? Thì mình rất cảm ơn Lịch. Ở đây có Dũng Võ. Muốn lên để mà ví dụ có vấn đề gì đấy. Mình chưa gặp Dũng Võ bao giờ cả. Thì ở đây kể cả Dũng Võ là nhà dân.